tinh thần hữu hiệu để vượt qua dịch bệnh. Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới các tiết học không áp lực, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt khi dạy và học trực tuyến. Lực lượng báo chí tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ người dân, sẵn sàng đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch. Trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, Cuba đặt mục tiêu tiêm chủng cho toàn bộ trẻ em trước khi năm học mới bắt đầu. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, chiều tối qua đã diễn ra phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8. Nhiều vấn đề được báo chí dư luận quan tâm như việc lưu thông hàng hóa, đảm bảo an ninh trật tự, chiến lược vaccine đã được gửi tới các bộ ngành. Tại cuộc họp báo, trước câu hỏi của phóng viên về việc lưu thông hàng hóa vẫn gặp khó khăn do mỗi địa phương quy định một kiểu, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết tất cả hàng hóa được lưu thông trừ hàng hóa bị cấm. Chúng tôi cũng phát hiện ra là một số các cái địa phương do có cái sốt ruột nhất định trong vấn đề kiểm soát dịch, rồi kiểm soát những cái đồng chí lái xe, những cái phương tiện, nên đồng chí cũng đưa ra một số các cái quy định mà không thực hiện hoàn toàn cái đảm bảo cái chỉ đạo là thông suốt của tất cả cái hàng hóa và cái lưu thông của xe cộ đó. Thì chúng tôi đã yêu cầu bãi bỏ tất cả cái đó. Về việc đảm bảo an ninh trật tự, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an thì cho biết, Bộ đã huy động tối đa quân số tham gia công tác chống dịch với khoảng 100.000 người. Rất nhiều cán bộ chiến sĩ 3 tháng nay không được nghỉ ngơi. Chúng tôi nỗ lực hết sức, đặc biệt là sau khi dịch giảm đi, sau khi cái chỉ thị 19 có thể bị dỡ bỏ, thì rõ ràng cái vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội là rất quan trọng. Và Bộ Công an cũng đã nhìn thấy những cái khả năng, cái tiềm ẩn sau đó, cho nên là đã triển khai các kế hoạch. Lãnh đạo Cục Tuyên huấn Bộ Quốc phòng thì cho biết, Bộ đã điều động trên 120.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ vào trong Nam với quyết tâm cao nhất để chống dịch. Trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều cái đồng chí, người thân mất, có vợ con bị nhiễm bệnh,